Là hai đội đều có cơ hội để thắng, mà cái khả năng của đội TNT, đội Hà Nội thì mạnh hơn khả năng kiểm soát cũng như lối chơi của họ và kể cả con người nữa. Chúng tôi hòa là may mắn hôm nay. Tuy nhiên trận đấu có những lúc mà có thể tôi ở tình huống cuối cùng thì bóng đá không nói trước, nhưng mà trận hòa là tôi rất là hài lòng, để chuẩn bị về chuyên môn như tinh thần để các trận đấu tới, cũng là với tình huống của SHB bây giờ là đang ở trong cái vùng xoáy khó khăn, tôi hiểu điều này. Một trận hòa được đánh giá là may mắn, vậy ông hài lòng nhất với đội ở thời điểm nào? Mặc dù ở trong tình trạng nó ở cái vị trí như thế, nhưng các cầu thủ của tinh thần họ vẫn vững, cái mà tôi hài lòng nhất họ chiến đấu như và tuân thủ cách chơi của đội, và tôi nghĩ là đó là cái tín hiệu mà tôi tin tưởng. Thật sự ra các cầu thủ trẻ vừa qua rất là suốt đấy, xu hướng của đội là xây dựng cho các em trẻ nhiều, nhưng một giai đoạn rất là trưởng lại, và các cầu thủ trụ cột họ cũng không có thể hiện được cái vai trò dẫn dắt. Tôi đã trưởng khỏi thời gian và tôi hy vọng là các em lấy lại cảm giác cũng như là cái niềm tự tin khi thi đấu thì đội sẽ rất là tốt hơn. Ông đánh giá thế nào về cái vai trò của Phạm Văn Long ở trong đội? Long là cầu thủ có tiềm vọng của đội. Khi tôi nhận được bóng và tôi nghĩ là hy vọng đến Long, nhưng thực ra Long cũng chưa thể hiện được cái sắc sảo, cái tài năng của Long đối với tôi, với đội bóng, và tôi trông đợi sự bùng nổ của Long. Long là cầu thủ tôi tin cậy nhất. Những cầu thủ dù còn như Long, Tuấn tiền vệ và Tâm thì các em trẻ có chỗ dựa những cái cầu thủ này. Nếu cầu thủ này ổn định thì các em trẻ sẽ chơi tốt hơn. Cuối trận đấu ông nghĩ rằng nếu Phạm Long đó là mình cũng có thể nói là 4-1 luôn, mà Long xử lý rất là rườm rà và xém thua lại tình huống sau. Điều này thực ra đối với bản thân Long tôi cũng sẽ chấn chỉnh nhiều, vì giai đoạn vừa qua Long đá thì rất sự nhiệt tình, thì có nhiều cái xử lý không hợp lý. Tôi rất tiếc cái điều này, tôi hy vọng thời gian đến Long thay đổi. Ông có nghĩ đến phương án mà chưa đạt yêu cầu của trong giai đoạn tới không? Có. Thực ra là những đội bên chất lượng cũng không có tốt lắm. Ở trong ba ngoại binh thì ông đánh giá cầu thủ nào là chưa đạt yêu cầu? Đến bây giờ thì Rodri và Mori là hai vị trí rất tiếc, là Osen đã tiền vệ lại không phù hợp với lối đá. Chúng tôi cũng không sử dụng để dự bị. 20 phút đầu tiên của tôi hại luôn. Chính tôi ở đây mấy năm rồi mà nóng, không khí nóng chứ không phải là cái gì đó, mồ hôi ra các em tôi bảo thì chậm lại, chứ nếu mà đá nhanh là sẽ không đủ sức để đá, vì tôi đã từng làm ở đây tôi hiểu. Các đội Việt Nam ra rồi trời mát đó, chứ không phải, nhưng mà độ ẩm ở Hà Nội rất là cao, rất là khó thở luôn. Đó rất là khó, thì bây giờ đấy là rõ ràng nếu mà đã nhanh là đứt ngay. Tôi cũng nói với cầu thủ như thế, đá cứ ra cái chậm lại đi, rồi họ vượt qua được cái ngưỡng đó thì họ cầm cự được, chứ không thì với đối đá của Hà Nội họ chuyền bóng chập là đứng khó, họ đá thôi, họ xiết trên sân luôn chắc ngán. Với những tình hình như bây giờ thì ông nghĩ rằng là đang nằm trong đó. Bây giờ mọi tính toán đều có thể là đối với tôi thì nhìn bức tranh đó, thì không có một tính toán này. Một trận nào cũng là đối với chúng tôi là trận chung kết. Thực sự đến giai đoạn đến trận nào cũng là trận chung kết, tôi xác định với điều đấy cho cầu thủ. Họ nhìn mình đá tới đâu mình tính tới đây. Chứ không có đối với đội là không có việc tính toán ở cái đường dài, và giải quyết tình trạng khi nó mở một cánh cửa ra thì chúng tôi biết là tôi ở chỗ nào. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chú. Đến giờ về uống bia hơi rồi anh ạ.